Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư trí đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các quý chư tăng và các cô tu nữ đã quan lâm vào đạo tràng. Kính cảm ơn quý đạo hữu đã cùng con thọ trì quy giới, quy tâm bảo và thọ trì quy giới. Còn chúng con thành kính dâng đến những công đức mà chúng con đã trong sạch tạo ra do sự lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài quan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chi phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Ma. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, trong quá trình đọc kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới, có điều gì sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính dâng mic đến cho sư trí đức để sư điều phối chương trình. Dạ, con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hành kính lễ chư tôn thượng đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 34. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thakolo Kasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chân này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế, ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ ya ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi na ca rô cô sắp bành nhu vô thấp bá ti phù ti sanh nhá tô hoành đà má hành tăng nó ra phù. Cái này giá cần pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc dũng sinh đầy nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thô số cái tá sát sao quá cô xích kha số ca mô quá cái thòng má xích kha cô niên đa bất sang xa đi anh à đá rồ quá rồ quanh đà má hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo xin ban Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hì đảng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tế giá tê chê nó sẽ thà mê ê tú á thá năng tá xà bí a nú phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chặt tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 34. Wa ri cho wa tha le khit to, wa ri cho wa tha le khit to, Varicho Vathale Khitto. Câu số 2. O Kamo Kata Uppato, O
ca mô ca ta úp phá tô ô ca mô ca ta úp phá tô. Giờ ôn lại một câu hai. Wa ri chô wa tha lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô và ri chô quá tha lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô và ri chô quá tha lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô. Câu ba, câu bốn. Ba ri phan đã tị đằng chết tầng ba ri phần đã tị đằng chết tầng ba ri phần đã tị đằng chết tầng. Rồi câu thứ tư. Ma ra thầy dân ba hà ta huệ ma ra thầy dân ba hà ta huệ ma ra thầy dân ba hà ta huệ. Ôn lại câu ba, câu bốn. Ba ri phần đã tị đằng chết tầng ma ra thầy dân ba hà ta huệ ba ri phần đã tị đằng chết tầng ma ra thầy dân ba hà ta huệ ba ri phần đa tị đằng chích tăng ma ra thầy dân ba hà ta huệ. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Bài này cũng có hai cách đọc. Bây giờ chúng ta đọc một trong hai cách đó trước. Và ri chô quá thả lề khích tô ô ca mô ca ta úp phá tô, phải không? Đó là cái thứ nhất ha. Và ri chô quá thả lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô và ri phần đã tị đăng chít tăng mà ra thầy dần bá hà ta huệ và ri chô quá thê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô ba ri phần đã tị đằng chích tăng mà ra thầy dần ba hà ta huệ. Cách đọc thứ nhất tức là chúng ta chia làm hai ha, chúng ta đọc một lần là hai hơi. Và ri chô quá tha lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô ba ri phần đã tị đằng chích tầng mà ra thầy dần ba hà ta huệ. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai chúng ta đọc liền một hơi. Wa ri chô quá thạ lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô pa ri phần đã tị đăng chít tầng mà ra thầy dần ba hà ta huệ. Wa ri chô quá thạ lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô pa ri phần đa tị đằng chích tăng ma ra thầy dần ba hà ta huệ. Lần nữa. Wa ri chô quá thạ lê chích tô ô ca mô ca ta úp phá tô pa ri phần đa tị đằng chích tăng ma ra thầy dần ba hà ta huệ. Và bài này qua cái giọng kể 8 từ thì cũng tương đối dễ. 44 ha. Một lần đọc hai câu nha. Quá ri chô quá tha lê khít tô ô ca mô ca ta úp phá tô quá ri phanh đa tì đăng chinh tăng mà ra thầy dân bà hà ta huệ. Quá ri chô quá tha lê khinh tô ngô ca mô ca ta úp pha tô
Paripanda ti đăng trình tăng mà ra thay dân ba hao cao quê quá ri chô quá tha lê kinh tu ngô ca mô ca ta úp pha tu ba ri phan đa ti đăng trình tăng mà ra thay dân ba hao sao về như như cá quăng lên bờ vắt ra ngoài thủy giới tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực mà rồi bây giờ mời xích meta xích kim nhung. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú 34 ạ. Waricho watale kitto okamo kata upfato Varifandati dang chittang marathayang bahatawe. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Wa trường âm thông thường, rí đoạn âm, cho trường âm thông thường, quá thá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, khích trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá hai đoạn âm, úp trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường, wa ri cho wa tha lê khích tô ô ca mô ca ta úp phá tô. Dạ, con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bá rí là hai đoạn âm, phan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Bá ri phan đa ti đăng chích tăng ma ra thầy văn ba hà ta quê. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Wa ri cho wa ta lê khích tô ô ca mô ca ta úp phá tô. Bá ri phan đa ti đăng chích tăng ma ra thầy văn ba hà ta quê. Wa ri cho wa tha lê khích tô ô ca mô ca ta úp phá tô. Ba ri phan đa ti đăng chích tăng ma ra thầy văn ba hà ta quê. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quá ri cho quá tha lê khích tô ô ca mô ca ta úp pha tô ba ri phan đa tỳ đăng chích tăng ta quê. Con đã xong, có chỗ nào sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính cho cô Kim.
Con kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1 2 3 4 5. Dạ. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu đã nghe rõ. Sao bữa nay cô mít tà giữ mít lâu quá vậy ta, nửa thanh vàng nữa, đụng đụng phiến nữa. Đưa mấy thằng địch sĩ hồi xanh này vui dễ sợ lắm. Gạch 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 nó qua, kéo ké ké nó qua cho đừng đừng đó. Trời ơi. Không sao đâu, lâu lâu rờ đậm văng lên tập thể dục chân nhỏ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đưa nữa không thôi, nếu không biết làm đi ra rồi đi vô lại. À, không biết tại sao nó cười cái nó bị lấy ra, thôi để trả bài cho rồi đi. Cô nhìn cái hình đó cô thích nó cho cô coi đi, cô Thanh Hoàng. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú số 34 ạ. À. Quý vị nghe rõ không? Cho tín hiệu nghe rõ đi, có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ không? Rồi 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 rồi. Rồi rồi được rồi, cảm ơn nha, cảm ơn rồi trả bài. Bữa nay nhìn hình lực sĩ của cô Thanh Hoàng ha, vui. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nhỏ rồi và trả bài cho rồi nha. Bữa nay sư mệt rồi, sư thật mệt với công chuyện nữa, không có cho bông qua vậy đâu, tự ca, tự sướng, tự hò, tự xử luôn đi. Tự vỗ tay luôn, ok. Rồi giờ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã phát đại không cần đâu. Bây giờ trả bài kinh Pháp Cú số 34. Wa ri cho wa tha le kit to o kha mo kha ta uk pa to pa ri phan da ti đằng chích đằng ma ra thầy dằn pa hà tha quê. Wa ri cho wa tha le kit to o kha mo kha ta uk pa to pa ri phan da ti đằng chích đằng ma ra thầy dằn pa hà tha quê. Phân tích câu 1 và câu 2. Qua trường âm thông thường, rí đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá thá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, kích trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Câu số 2. Ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá hai đoạn âm, úc trường âm nhắn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Qua rí trô quá thá lê kích tô ô khá mô khá tá úc phá tô ba rí phành đá tí đằng chích tăng mà rá thầy dằn phá hà ta quê. Phân tích câu số 3. Bá rí hai đoạn âm, banh trường âm nhắn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hay là câu cuối cùng. Ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thầy trường âm nhắn, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ. Bá rí phành đá tí đằng chích đằng mà rá thầy dằn ba hà ta quê. Quà rí chô quá thá lệ kích tô ô khá mô khá ta úc phá tô. Bá rí phành đá tí đằng chích đằng mà rá thầy dằn ba hà ta quê. Qua rí rô quá thá lệ kích tô ô khá mô khá ta úc phá tô ba rí phành đá tí đằng chích đằng mà ra thầy dằn ba hà ta quê. Qua rí rô quá thá lệ kích tô ô khá mô khá ta úc phá tô ba rí phành đá tí đằng chích đằng mà ra thầy dằn ba hà ta quê. Qua rí rô quá thá lệ kích tô ô kha mô kha ta ô pa to ba ri phan da ti đăng chích tăng ma ra thay dăng ba ha ta quê.
Wa ri yo wa tha le kit to o kha mo kha ta up pa to pa ri pan da ti dang dang ma ra thay yang pa ha tha we. Như hồi nãy sư đọc vậy đó, như cá quăng lên bờ vắt ra ngoài thế giới, tâm này vùng vẫy mạnh hải đoạn thế lực ma. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư không có đây, không biết đọc sai chứ. Quý vị, tôi đọc có gì sai quý vị cho tôi biết nha. An nhiên cho bông hoa. Đó, 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 Hồng Thị Thiên Dung với cô Vích Trà đó, đó, dạ chứ cả. Xa thú nha, vỗ tay vỗ chân vậy, nó mới linh động đó, đó không ai nữa, vỗ tay vỗ chân nữa, đó, có nồi vậy nó mới vui đó. Cảm ơn quý vị nghe, đã vỗ tay vỗ chung, xa thú, đó, thêm anh nhiên, ủa, không phải, vỗ tay bự nữa, cảm ơn nha, vui thiệt nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân nha. Mời Hồng Thị Kim Nhung ha, phải không? Không biết nữa. Ha, mời quý vị kế tiếp, họ không coi không rõ nha. Rồi, chúc quý vị luôn ăn vui lucky nha. Nam mô Bụt. À, giá Nam Kha sư sư quý cô tu nữ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu kệ ngôn số 34. Richo wa tha le khito o ka mo kata op pha to pari phan da ti đăng chi tăng ma ra thầy yang ba hà ta huệ. Wa richo wa tha le khito tô mô ca ta ốc phát tô đa ti đằng chi tăng ma ra tình pa hà ta huệ. Bờ vắt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma, là bản dịch của Hòa Thượng Thích. Qua là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cho là thông thường, quá thá là hai âm, lê là trường âm thông thường, khít là trường âm, tô là trường âm thông thường, ô là trường âm thông thà đoạn, mô là trường âm thông thường, cá tạc là hai đoạn âm, úp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Mô quá thá lê khi tô ô ca úp phát tô. Câu 3 và câu 4 á là hai đoạn âm, phan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, thay trường âm nhấn, răng là âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, là âm thông thường, tá là đoạn quê là thường. Pari phan đa ti đằng chi tăng ma ra thầy yang pa ha quê. Wa ri cho tha lê khi tô o ca mô ca ta ốc pha tô. Pari phan đa ti đằng chi tăng ma ra thầy yang pa ha. Wa ri cho wa le khi to o ka mo ka ta op pha to pari phan da ti đăng chi tăng ma ra thay yang ba ha ta we. Wa ri cho wa tha le khi to o ka mo ka ta op pha to pari phan da ti đăng ma ra thầy văn ba hà ta huệ. Như cá căng quăng lên bờ, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn lực, hãy đoạn thế lực ma, là bản dịch của Hòa Thượng Thích đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có sai giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn hạnh bốt bài. Thân mời Thiện Vũ ạ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 34. Waricho watale khito okamo kata upfato parifang tati dang chitang ma ratay yang taha tawe. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Wa trường âm thông thường, rí đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá thá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, khít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá hai đoạn âm, úp trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Wa ri cho wa tha lo ka mo ka ta up pha to. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phá rí hai đoạn âm, phanh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Pari phanh đa ti đăng chít tăng ma ra thay giăng ta hà ta quê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 34. Wa ri cho wa tha le khit to o ka mo ka ta u pha to pa ri phanh ta ti đăng chit tăng ma ra thay yang ta ha ta we. Wa ri cho wa tha le khit to o ka mo ka ta u pha to pa ri phanh đa ti đăng chít tăng ma ra thay yang tha ha ta quê. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng cùng với cô phụ tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 34 ạ. Alo ạ, dạ đạo tràng, có nghe con? Alo, con không thấy tín hiệu ạ. Alo, à dạ, xin cảm ơn Giang Nhật Hà, xin cảm ơn tất cả, con xin đọc ạ. Waricho watale hito okamo kata upfato parifandati dang chittang marathay yang pahata we. Waricho watale hito okamo kata upfato parifandati dang chit tăng ma ra thầy giang ta hà ta huệ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Wa ri cho wa tha le khit to o ka mo ka ta u pha to. Wa là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cho là trường âm thông thường, quá thá là hai đoạn âm, lê là trường âm thông thường, khít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường ạ. Ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, cá tá là hai đoạn âm, úp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Wa ri cho wa tha le khit to o ka mo ka ta úp phá tô. Con phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Pari phan da ti đăng chit tăng ma ra thầy giang ta hà ta huệ. Pá rí là hai đoạn âm, phân là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm,
Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ma là trường âm thông thường, rá là đoàn âm, thay là trường âm nhấn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoàn âm, ha là trường âm thông thường, pá là đoàn âm và quê là trường âm thông thường ạ. Pari phần đá tí đăng chít tăng ma ra thầy dăng pa ha ta quê. Con xin đọc lại cả bài. Wa ri cho wa tha lê khí tô ô ca mô ca ta ô pa tô. Pari phần đá tí đăng chít tăng ma ra thầy dăng pa ha ta quê. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạch, hãy đoạn thế lực ma. Con xin kể. Wa ri cho wa tha le khit to o ka mo ka ta op pa to pa ri phan da ti đăng chit tăng ma ra thay chăng pa ha ta quê. Dạ con đã đọc và kể xong, con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic, xin mời bạn kế tiếp ạ, máy con không nhìn thấy. Alo, xin niệm từ, đưa tay, xin niệm từ, có thấy xích Hoàng Thanh hả, hay là Thanh Hoàng, đọc hay không, có chỗ nào sai không? Alo, đạo tràng có nghe rõ xích Thanh Hoàng đọc có chỗ nào sai không? Nha, trường âm, đoạn âm, rồi giọng kinh, rồi giọng kệ. Quý vị có thấy chỗ nào sai không ạ? Sao im ru vậy? Nghe rõ mà sao im ru vậy? Hả? Khi mà quý vị đọc, quý vị có một sự chú tâm. Và những người khác nghe thì cũng phải theo dõi để thấy rằng người bạn của mình đọc đúng hay đọc sai. Cho nên những cái cành hoa, những cái bàn tay, những cái chữ sa thú thì quý vị coi như phải biết rằng mình tặng hoa như vậy là đúng hay là sai. Alo, nghe bị đứt hoài nên không rõ hả? Hoài đứt cái gì? Xí kim mà đứt bóng thì có chứ đứt cái gì? Chính xác hả? Chính xác, đọc như vậy là đúng chính xác phải không? Có ai có ý kiến gì không? Sư Thanh Hoàng 12123 luôn hả? Hình sao mà giống như đi hành quân nha, 1212. Alo, quý vị phải chú ý. Bởi vì khi mà lên sinh hoạt ở đây, cái quan trọng là chúng ta đang làm gì, và khi chúng ta biết chúng ta làm đúng hay làm sai, đây là một sự thử thách của Sếp Hoàng Thanh ha. Nhưng mà rồi quý vị bị qua mặt, bị qua mặt sai một chỗ chứ không phải là đúng hoàn toàn. Vậy thì quý vị kiếm cái chỗ sai đó đi, bởi vì ở đây còn một phiên bản thứ hai, thứ ba, tức là Sĩ Hồng Nhật nè, ha, Sĩ Thi Lâm nè, đưa lên trên Facebook. Mà khi đưa lên Facebook thì quý vị nghe lại lần thứ hai, nghe lại lần thứ ba, chứ một lần đọc này ha. Không có đọc lại, đọc lại thì còn gì để mà nói. Cái quan trọng là chúng ta ghi nhận nè, trong cái lúc hiện tại này chúng ta đang làm gì ở trên cái room này. Khi chúng ta sinh hoạt thì phải có sự ghi nhớ, có sự biết mình. Thì bây giờ mình ghi nhớ chỗ nào, biết mình chỗ nào. Satima, thì bây giờ ở đây cuối câu số 2, cuối câu số 2, Uppato. Chữ up
Pato có hai trường âm, một đoạn âm. À, trong hai trường âm này thì Sĩ Hoàng Thanh cũng đọc là hai trường âm rõ ràng, một đoạn âm rõ ràng, nhưng mà cái trường âm đó thì Sĩ Hoàng Thanh úp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, còn dưới tô này là trường âm gì, dưới tô này là trường âm gì, quý vị nghe lại. Chữ tô này, Sĩ Hoàng Thanh lại đọc đó là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Khổ đế chưa? Quý vị nghe lại trên Facebook. À, bởi vì chúng ta học thế này, mà chúng ta không theo dõi, thì người ta nghĩ thế nào? Khi mà chúng ta đã nói đó là trường âm, thì nó phải thuộc về loại trường âm nào? Mình có một cái sự ghi nhận như vậy thì cái dây mình tự tin hơn, vẫn biết là trường âm, đọc giọng dài là đúng, nhưng mà nó dài theo cái cỡ nào, dài sao mình phải biết chứ. À, khi mà biết được như vậy thì quý vị cảm thấy là tự tin nhiều hơn. À, đây cũng là một cái sự thử thách để Sĩ Thanh Hoàng tạo cho quý vị, để quý vị có theo dõi hay không theo dõi. Nghĩa là rất là trôi chảy từ trên xuống dưới, từ cái vấn đề trường âm, đoạn âm, từ cái giọng kinh qua giọng kệ, không có chỗ nào coi như là vấp hết á. Nhưng mà một từ thôi là quý vị bị mê hoặc, vẫn nghĩ rằng đây gì, chữ tô này là trường âm. À, đọc cũng là trường âm, mà nó không phải là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, thì mong quý vị có một cái sự theo dõi ha, chứ không phải nói khi lên sinh hoạt quý vị đọc sao thì đọc, chúng tôi vẫn theo dõi, chứ không phải là quý vị đọc như vậy rồi cái người ta nói ô cái ông này trúng sai cũng không biết gì hết, như vậy thì quý vị sinh hoạt quý vị cảm thấy rằng ồ càng ngày càng đưa lên nhiều cái lỗi, nhưng mà đạo tràng không chỉnh sửa thì chúng ta bắt vào cái lỗi đó bị xa lầy. À, cho nên mong quý vị nên quan hệ chút ha, ở đây không phải là đi kiếm lỗi quý vị, nhưng mà cái quy luật khi mà chúng ta học thì chúng ta phải tuân thủ, dầu có giỡn dầu thế nào nữa, nhưng mà khi đọc phải nghiêm túc ha. Cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, chứ không phải là nên là búa xua trong đó ha. Rồi ngầu quá luôn à. Rồi hồi nãy Sĩ Kim tặng bông hoa, có thêm trái cây nữa, nhưng mà trái cây chúng tôi thấy thiếu loại trái cây, trái gì cũng có mà thiếu cà chua. Rồi xin mời Sĩ Niệm Từ ha. Dạ, con kính cảm ơn ngài. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đầu tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Từ Duyên, và con kính chào đầu tràng, và con cảm ơn đầu tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ, và con cảm ơn cô Từ Duyên. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 34 hôm nay ạ. Waricho Watale Kit To o kamo kata uttato bari phandati dan chit tang marathi yang baha ta we waricho watale kitto o kamo kata uttato bari phandati dan chit tang
ma ra thì dằng ba hà ta quê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Wa ri chu wa tha le kit to o ka mo ka ta ut tha to. Dạ câu số 1, wa là trường âm thông thường, ri là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, thá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, kít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Và câu số 2, ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, cá, tá là hai đoạn âm, út là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4, ba ri phần đa ti đành chích tăng mà ra thì dần ba hà ta quê. Và câu số 3, bá rí là hai đoạn âm, phân là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo nguyên âm, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, thi là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Wa ri cho wa tha le kit to, o ka mo ka ta up tha to, ba ri phan da ti dan chit tăng, ma ra thi dan ba ha ta quê. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hại đoạn thế lực ma. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu phát cú số 34. Wa ri cho wa tha le kinh to o ka mo ka ta ụm tha to ba ri phân đa ti đanh chích tăng ma ra thi dân ba ha ta quê. Dạ, con đã phân tích và con đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của cô Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính ảnh lễ người trí đức, chư tôn đức tăng. Con kính chào các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin chào bài. Wa ri yo wa tha le kích tô o ka mô ka ta u pa tô. Ba ri phan da ti yang chích tăng ma ra thầy yang ba hà ta quê. Wa ri yo wa tha le kích to o ka mo ka ta u pa to ba ri phan da ti yang chit tang ma ra thầy yang ba ha tha we. Qua trường âm thông thường, rí đoạn âm, vô trường âm thông thường, quá thá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, kít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá, tá, hai đoạn âm, út trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Wa ri yo wa tha le kích tô o ka mô ka ta u tha pha tô. Ba ri phan da ti yang chích tăng ma ra thầy yang ba hà tha quê. Ba bá đoạn âm, bá rí hai đoạn âm, phan trường âm nhấn, đá đoạn âm, tí đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Ba ri phan da ti dần chích tăng ma ra thầy dần ba hà ta quê.
Wariyo watale kitto o kamo kata uffato barikandati yang chittang marathay yang tahatawe. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch qua tỉnh Thích Minh Châu. Wariyo wa tha le kitto o kamoka ta ufato bari fanda ti yang chittang marathayang pahata we. Dạ con có sai, xin nhà và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trao bích đại cho cô Hồng Mai. Alo, 123, 123, sư Hồng Mai chờ một tí ha. Quý vị thấy sư Hà có chỗ nào không ổn không? Alo, một chữ, còn chữ nữa. Còn một chữ nữa chứ không phải riêng chữ vô đó. Siết Hà có hai chỗ, có hai chỗ, không phải là qua lý vô, chỉ vô ha, một chữ, còn một chữ nữa. Quý vị thấy chữ, chữ nào phân tích thì coi như là trường âm đoạn âm là chính xác, nhưng mà đúng rồi Siết Hồng Mai, chữ đăng. Waricho, chứ không phải chữ vô, chữ cho. Chữ này chúng ta đọc chữ C, chữ C mà nó nặng hơn chữ C, tức là chữ giá, nhưng mà chúng ta đọc chắc hơn, cho nên chúng ta đọc Waricho quá, chữ cho chứ không phải chữ vô nha. Chữ thứ là phần đất đăng, đăng chứ không phải chữ dân. Chữ dân là Siết Hà đã đọc là thay dân ha. Chữ sau mới là chữ, chữ trước này là chữ đăng. Và chữ ý đăng á, chứ không phải là ý dân á. Đó là hai chỗ Siết Hà quan hỷ chỉnh lại ha. Rồi bây giờ xin mời Siết Hồng Mai. Dạ con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lãnh lễ với sư Tăng, kính lãnh lễ với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 34. Và ví cho quá tha lệ thích tổ ô ca mô ca ta ức phá tổ phá ri phạm đá ti đăng chích tăng mà ra thầy dặn phá hà phá huệ. Và ví cho quá tha lệ thích tổ ô ca mô ca ta ức phá tổ phá ri phạm đá ti đăng chích tăng mà ra thầy dặn phá hà phá huệ. Như cá quăng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Và ri chô wa tha lê khít tô ô ca mô ca ta úp ta tô. Wa là trường âm thông thường, ri đoạn âm, chô trường âm thông thường, wa tha hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, khít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá hai đoạn âm, úp trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Và ví chô quá tha lê kíp tô ô ca mô ca ta úp ta tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Và ví phàm đa ti đăng chíp tăng mà ra thầy dằn ta hà ta huề. Tá rí hai đoạn âm, phan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chiếc trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
ma trường âm thông thường, lá đoạn âm thay trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Ta ri phàm đa ti đằng chít tăng ma ra thầy dằn ta hà ta quê. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 34. Wa ri chô wa tha lê khít tô ô ca mô ca ta úc phá tô ta ri phàm đa ti đằng chít tăng ma ra thầy dằn ta hà ta quê. Dạ con xin đọc kệ ạ. Wa ri chô wa tha lê khít tô ô ca mô ca ta ôm pha tô ba ri phan đa ti đăng chít tăng ma ra thay yang pa ha ta we wa ri cho wa ta le khít tô ô ca mô ca ta ôm pha tô ba ri phan đa ti đăng chít tăng ma ra thay yang pa ha ta we. Dạ con đã đọc, phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe và xin mời chị Phúng ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng, con xin được đọc câu 34. Wa ri cho wa tha le ki to o ka mo ka ta up pa to pa ri pang da ti dang chit tang ma da thay yang pa ha ta we. Wa ri cho wa tha le ki to o ka mo ka ta up pa to pa ri pang da ti dang chit tang ma ra thay yang pa ha ta we. Dạ con xin được phân tích. Qua trường âm thông thường, rí đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá thá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, khít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá hai đoạn âm, ấp trường âm nhấn, thá đoạn âm, tô trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, than trường âm đọc trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Dạ con xin được đọc lại. Wa ri cho wa tha le ki to o ka mo ka ta up pa to pa ri pan da ti dang chi tang ma ra thay yang ba ta quê. Wa ri cho wa tha le ki to o ka mo ô ca mô ca ta ấp pha tô pa ri phăng đa ti đăng chi tăng ma ra thầy dằng pa hà ta quê. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hải đoạn thế lực ma. Dạ con đã đọc xong ạ. Con kính tri ân sư Trí Đức, nếu có gì sai kính sư chỉ dạy. Con xin kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ hạ chiến đức quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 34. Wa ri chô wa tha le khit tô ô ka mô ka ta úp pha tô pa ri pan da ti tang chit tang ma ra thầy yang pa ha ta về. Con xin phân tích câu 1 và 2. Wa ri chu wa tha le kit to o ka mo ka ta u pa to
qua trường âm thông thường rí đoạn âm chô trường âm thông thường quá thá hai đoạn âm lê trường âm thông thường khích trường âm nhấn tô trường âm thông thường ô trường âm thông thường cá đoạn âm mô trường âm thông thường cá tá hai đoạn âm út trường âm nhấn phá đoạn âm tô trường âm thông thường và ri chô quá thắt lê khích tô ô các mô các tá út phá tô câu 3 và 4 pa ri phan đát ti đăng chít tăng ma ra thầy dân phá hà tắt về phá đoạn âm phá rí hai đoạn âm phan trường âm nhẫn đá đoạn âm tí đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chích trường âm nhẫn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ma trường âm thông thường rá đoạn âm thay trường âm nhấn dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm phá đoạn âm ha trường âm thông thường tá đoạn âm quê trường âm thông thường pa ri pan đa ti pa ri pan đa ti đằng chín tầng mà đã thầy dần phát hà tắt về và ri chô quát thắt lê khít tô âu các mô các tá úp phá tô pa ri pan đa ti đằng chín tầng mà đã thầy dần phát hà tắt về và ri chô quát thà lê khít tô ô ca mô ca tàu pha tu pa ri pan đa ti đăng chín tăng ma ra thay dân pha ta về hòa ri chô wa tha lê kim tu ô ca mô ca tàu pha tu pa ri pan đa ti đăng chín tăng ma ra thế yang pa ha ta we như cảo văng lên bờ bước ra ngoài thủy giới tâm này vùng vẫy mạnh hải đoạn thế lực ma của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, có sai xin sửa giùm cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mày, Nam Mô Sang Khai. Dạ con kính lễ ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ đạo tràng. Dạ con lấy con đọc sai, ngài cho con đọc lại, con khẩn khẩn phục tích và cả. Wa ri cho wa tha lê kít tô o ca mô ca ta úp pha tô ba ri phan đa ti dăng đăng ba ri phan đa ti đăng chít tăng ma ra thề dăng ba hà ta về wa ri cho wa tha và vi chô và tha lê kích tô ô ca mô ca ta úp pha tô ba ri phan đa ti đăng chích tăng ma ra thầy dăng ba hà ta quê. Rồi đọc thêm lần nữa. Và vi chô và tha lê kích tô ô ca mô ca ta úp pha tô ba ri phan đa ti đăng chích tăng ma ra thầy dăng ba hà ta quê. Và con kinh trao mất lại cho đại tràng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Thí Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thì Duyên xin phân tích và đọc Kinh Pháp Cú số 34. Quà ri chô quá tha lê khi tô ô ca mô ca ta ấp phạc tô ba ri phàn thi đăng chít tăng mà ra thầy dân ba hà ta quê qua trường âm thông thường dí đoạn âm chô trường âm thông thường quá thá hai đoạn âm lê trường âm thông thường khít trường âm nhấn tô trường âm thông thường ô trường âm thông thường cá đoạn âm mô trường âm thông thường
cá tá hai đoạn âm, úp trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đoạn 3. Bá rí hai đoạn âm, phan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, văn trường âm giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Quà ri chô quá tha lê khi tô ô ca mô ca ta úp phạ tô ba ri phàn đá tí đằng chí tăng mà đã thầy dằn ba hạ ta quê. Bây giờ thì em xin kể. Quà ri chô quá tha lê tô ô ca mô ca ta úp pha tô bà ri phan đa ti đăng chi tăng ma ra thay văn bà ha ta quê. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và phân tích xong. Nếu có sai xin đạo tràng và ngài chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Trần Phụng. Dạ, kính mời Trần Phụng. Dạ, sa thú, con cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Tri Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Cho con được đọc câu pháp cú số 34. Quà chi chô quà ri chô va tha lê khi tô ô ca mô ca ta ốc pha tô ba ri phàn đa ti đằng chi tăng ma ra thầy dằn ba hà ta về. Và ri chô va tha lê khi tô ô ca mô ca ta ốc pha tô ba ri phàn đa ti đằng chít tăng mà ra thầy dằn ba hà ta về. Cho con đọc lại. Và ri chô va tha lê khi tô ô ca mô ca ta ốc pha tô ba ri phàn đa ti đằng chít tăng mà ra thầy dằn ba hà ta về. Dạ, con xin phân tích. Và trường âm thông thường, rí đoạn âm, chô trường âm thông thường, vá đoạn âm, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường, khít trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá là hai đoạn âm, úp trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, phan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm ngắn, danh trường âm giọng nguyên âm, ba đoạn âm,
tha, trường âm thông thường, tá đoạn âm, v trường âm thông thường. Và rito vata le khito o kamo kata upato daripan dati dang chittang ma ra thầy dằng ba hà ta về. Như cáo quăng lên bờ, quất ra ngoài thế giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực mang. Vậy đây là câu thơ của Nga Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Và đi cho qua thả lê chính tố ô ca mô ca ta ốc pha tô bà rí phan đa tì đăng chích tăng mà ra thấy dân ba hà ta về. Và rí cho qua thả lê chích tố ô ca mô ca ta ốc pha tô bà rí phan đa tì đăng chích tăng mà ra thấy dân ba hà ta về. Dạ con đã đọc và dạ, phân tích xong. Dạ con có sai con kính. Nam mô Bích Tha Giá. Con xin kính lễ sư, con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 34. Và đi chô vá tha lê chí tô ô ca mô ca ta ấp pa tô Paripandati đăng chít tăng mà ra thầy dằng bán hà ta về. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Và ri chô vá tha lê chít tô ô ca mô ca ta ấp pa tô. Chữ va là trường âm thông thường, chữ rí là đoạn âm, chữ chô là trường âm thông thường, chữ vá là đoạn âm, thá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, khít là trường âm nhấn, tô, ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, cá, tá là hai đoạn âm, úp là trường âm nhấn, phá là trường là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Còn cái câu 3 và câu 4. Paripandati đăng chít tăng ma ra thầy dằng ba hà ta về. Bá rí là hai đoạn âm, phan là trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, vê trường âm thông thường. Con đọc lại nguyên bài. Và ri chô va tha lê khi tô ô ca mô ca ta ấp pa tô ba ri phan đa ti đăng chi tăng ma ra thầy dằng ba hà ta về. Con đọc cách. Và ri chô va tha lê khi tô ô ca mô ca ta ấp pa tô ba ri phan đa ti đăng chi tăng mà ra thầy dằng ba hà ta về. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thế giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoạn thế lực ma. Dạ con xin hết, xin sư và quý vị trong lớp, con có sai chỗ nào xin sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn.
Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 34 ngày. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Wa-ri-chu-va-tha-le-khi-to-o-ka-mo-ka-ta-up-va-to Ba-ri-phan-da-ti-đăng-chi-tăng-ma-ra-thay-yăng-ba-ha-ta-we Varicho vathale khitto o kamo kata uppato barifandati dang chittang marathayang bahatawe. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Wa là trường âm thông thường, ri là đoạn âm, cho là trường âm thông thường, quá, thá là hai đoạn âm, lê là trường âm thông thường, khít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, cá, tá là hai đoạn âm, úp lâm nhấn, phá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, và richo wathale khitto o kamo kata úp phát tô. Và câu số 3 và câu số 4. Barifan dati đăng chít tăng ma ra thầy dăng ba hà ta quê. Bá, rí là hai đoạn âm. Phan là trường âm nhấn. Đá, tí là hai đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít là trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Thay là trường âm nhấn. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường. Parifan dati đăng chít tăng ma ra thầy dăng ba hà ta quê. Dạ con xin đọc lại ạ. Wa ri cho wa tha le khít to o ka mo ka ta up pa to parifan dati đăng chít tăng ma ra thầy dăng ba hà ta quê. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Wa ri cho wa tha le khit to o ka mo ka ta um pha to ba ri phan da ti đăng chit tăng ma ra thay dân ba ha ta we Wa tha le khit to o ka mo ka ta um pha to ba ri phan da ti đăng chit tăng ma ra thay dân ba ha ta we. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Sư, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 34. Quá đi chỗ quá tha lệ khít tổ ồ ca mồ ca ta ốc phát tổ Ba đi phản đá tí đằng chít tăng ma ra thầy dạng pha hà tác quê. Dạ con đọc lại, bị sai một chữ rồi. Và đi chỗ quá tha lê khít tổ ô ca mô ca ta ốc pha tổ ba đi phản đa tí đăng chít tăng ma ra thầy dạng pha hà tác quê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Qua trường âm thông thường, trí đoạn âm, chô trường âm thông thường,
quá thá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, khít trường âm nhấn, tô ô hai trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá hai đoạn âm, úp trường âm nhấn, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Và đi chô quá thá lê khít tô ô cá mô cá tá úp phá tô. Xin phân tích nè, câu 3, câu 4. Tá đi hai đoạn âm, phanh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm thông, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Ba đi phần đa ti đằng chít tằng mà đa thầy dằng ba hà ta quê. Dạ con đọc lại nguyên bài. Và đi chờ quá tha lệ khít tô ô ca mô ca ta ốc pha tô ba đi bằng đa ti đằng chít tằng mà đa thầy dằng ba hà ta quê. Dạ con xin kể. Qua đi chô qua ha tha lê khi tô ô ca mô ca ta ô pa hộ tô ba đi phan đa ha tì tăng chi tăng ma đa thay dăng pa hà ta quê. Như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hải đoạn thế lực ma. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con trả bài Kinh Pháp Cú 34 xong. Dạ, có chỗ này con kính xin sư về với cô tu nữ quý đạo tràng sửa giúp con ạ. Dạ, con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn xin hành kiểm. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ Hồng Mai Chị Bát Ta cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoàng Thành. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, tri ân cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, quý vị có thấy bàn tay của Sức Thành Kiểm không quý vị? Dạ, trong đạo tràng có thấy bàn tay Sức Thành Kiểm không? Dạ, hai máy của Nhật Quỳnh không biết nữa. Dạ, con tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không biết, con thấy Ngài cho mặt trước máy rồi. Dạ, nếu Ngài đọc chuyên sự thì con cung thỉnh Ngài ạ. Đọc từ vựng thì con cung thỉnh Ngài, bạch Ngài. Còn không thì con trả bài. Dạ, Ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, con người đang cầm bích nè. Dạ, tại vì thấy Ngài xuất hiện rồi, Ngài bỏ tay của hành kiểm xuống nó ra Nhật hà. Dạ, vậy con xin được trả bài ạ. Qua qua ri chơ qua tha lê khít tơ ô ca mơ ca ta ấp hà tơ ba ri hoàn đá ti đăng chích tăng ma ra thầy văn ba hà ta quê. Qua ri chô qua tha lê khích tơ ô ca mơ ca ta ấp hoa tơ qua ri phan đá ti đăng chích tăng ma ra thầy văn ma ha ta quê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Qua trường âm thông thường, ri đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường,
khích trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, cá tá úc ba đoạn âm, há đoạn âm là bốn đoạn âm nha. Tô trường âm thông thường, qua đi chờ qua tha lệ khích tô ô ca mô ca tá úc há tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, trí đoạn âm, hoành trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, thay trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, quê trường âm thông thường. Ba ri phan đa ti đăng chích tăng ma đa thầy văn ma hà ta quê. Qua đi chờ qua ta lệ kịch tờ ô ca mơ ca ta ốp hoa tờ. Ba ri phan đa ti đăng chích tăng ma đa thầy văn ma hà ta quê. Qua đi chờ qua ta lệ kịch tờ ô ca mơ ca ta ốp hoa tờ. Ba ri phan đa ti đa ti đằng chịch tăng ma đa thầy văn ma hà ta quê. Nè, con dắt cái chữ đa tí này hoài. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thế giới, tâm này vùng quậy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Vậy là cũng còn giờ và con xin được kể. Qua đi cho qua thà lễ khích tô ca mô ca ta ấp ma tô. Qua đi phan đa tỳ đặng chích tăng ma ra thầy văn bà ha ta quê. Qua đi cho qua thà lễ khích tô ca mô ca ta ấp ma tô. Bà ri phan đa tỳ đăng chích tăng ma ra thầy văn bà ha ta quê. Dạ con thấy là gần 6 giờ rồi, con cung thỉnh Ngài trở lại trước mái ạ. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Xin chào cô tu nữ tự duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, cái nào đọc cũng hay nhé. Trường âm đoạn âm rồi giọng kệ ha, hay đến nỗi mình đọc vài xích hành kiểm á, đọc phê quá rồi cái cũng quên bỏ tay xuống luôn. Công nhận xích hành kiểm có một cái giọng kệ rất là ấm ha. Cô tu nữ Tỳ Duyên nè, xích hành kiểm nè, có những cái giọng kệ rất là tuyệt vời. Có nhân mà trời ơi, bánh trái mà không có nhân trong đó làm sao ngon. Là một cục bột mà ở trong không có nhân sao ngon nữa, phải có nhân chứ. Nhưng mà thành công rất là chẳng thì muốn để vị có trải nghe chứ không đọc sao cũng người ta cố rồi coi như mình bỏ lơ vậy không được, làm kiểu đó là người ta nghĩ truyền này là rắc rối, mấy cái rung khác dòng ngắn trường âm đoạn âm rồi như này nghe giật giật hả. Quý vị không? Nên nếu mà mất dịch nữa là vì sao? Cái đường nghe không liên tục hả? Alo, sao kỳ cục vậy nè?
Thôi, còn xuất hiện được như vậy là quý lắm rồi. Chứ còn bây giờ tìm một cái sự an toàn á, tìm một cái sự toàn diện thì không thể nào có. Có những cái lúc mà giật giật thế này mới thấy rằng có giá trị. Chứ còn mà nếu mà không giật giật như thế này, cuộc đời nó bình thản cả. Thì như vậy chúng ta thấy nó tầm thường. Có những cái lúc giật giật như thế này chúng ta mới thấy cái giá trị của sự yên bình. Rồi, sao bây giờ nói nhiều quá nguy hiểm, bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào cái ý nghĩa của tự vận ha. Quý vị đọc, quý vị phân tích rất là chính xác. Nhưng mà rồi ý nghĩa thì chúng ta cũng phải biết nó có ý nghĩa thế nào mà tại sao phải đọc là như vậy. Và ri chô vá tha lê khít tô. Và ri chô vá tha lê khít tô. Câu đầu tiên này chúng ta thấy có ba từ ha. Và ri chô vá là một, tha lê là hai, khít tô là ba. Vậy thì chữ và ri chô vá, ở đây chúng ta thấy có hai từ nó đi liền với nhau. Chữ Waricho do cái từ Waricha. Waricha là một danh từ nam tính Akranta Pumlinga. Và Waricha nó đứng làm chủ từ số ít và tham án Ekawachana Vipatti, cho nên Waricha biến thành Waricho. Waricho có nghĩa là con cá. Cá, con cá. Rồi chữ quá ở phía sau tức là do chữ ý quá. Quá rí chô quá, ví như con cá. Ví như con cá, cái từ đầu tiên. Mình chào xí chiếc lá mùa xuân, bây giờ mới tới. Thành ra mùa đông rồi, tàn cuộc rồi. Tới sớm mới là mùa xuân, mà tới trễ thành ra mùa đông rồi. Rồi từ thứ hai, tha lê. Chữ tha lê do cái từ tha lá. Tha lá là một danh từ trung tính Akarantanapumsakalinga. Và tha lá được chia theo định sở cách số ít, tức là sát tầm ý vì phá tí e ca qua trà na, cho nên tha la biến thành tha lê. Tha lê là trên đất khô, trên đất khô, trên đất khô người ta còn gọi là trên bờ. Trên đất khô. Rồi từ thứ ba, khít tô. Khít tô, khít tô. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính do căn ngữ khiếp cộng với tá. Và chữ khít tô này nó đứng làm chủ từ số ít và tham án Ekawachana Vipatti. Cho nên khít tô tức là ném lên, bỏ lên, quăng lên. Ném lên, quăng lên, bỏ lên. Rồi. Qua câu số 2 thì chúng ta sẽ hiểu hai câu này bổ sung với nhau. U ca mô ca ta úc phá tô. U ca mô ca ta úc phá tô. U ca mô ca ta úc phá tô. Câu số 2 có hai từ hả? Ô ca mô ca tô. Ô ca mô ca tô. Chữ ô ca nó là một danh từ trung tính ha. Akaranta Napumsakalinga. Rồi ô ca tô
Okato. À, hai từ này, hai cái từ này nó có một cái liên từ ở giữa, tức là chữ chữ má. À, Okamokato. À, ở đây nó đứng là một cái nhóm gọi là ra ngoài thủy giới, ra ngoài thủy giới, bởi vì chữ ô cá là cái nơi trú ngụ. Rồi ô cá tô tức là từ khỏi mặt, từ mặt nước, cho nên nãy ô cá mô cá tô tức là ra thế giới. Thế giới làm gì? Tha ức phạt tô dàn quá khứ, và nó đứng là từ tháng cho nó bị phát tiết trên nền ức phạt tô là đền đền lên hả không sao thì đã mưa, mưa nó mưa nè. Rồi như vậy thì câu số 1, câu số 2, hai câu này bổ sung cho nhau. Và Richo Watale Kito Okamo Kata Uphato. Câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa ví như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền. Tựa như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Rồi, bây giờ qua câu 3, câu 4 ha. Pari phan dati đằng chít tăng. Câu 3. Pari phan dati đằng chít tăng. Câu số 3 có hai từ. Pari phan dati đằng là 1, chít tăng là 2. Pari phan dati. Pari phan dati đây là một động từ, có nghĩa là dãy dụa, vùng vẫy, chuyển. Vậy là tâm vậy chỉ dãy dụi vậy dừng vậy thì được rồi. Nghe lại ha, đứt đoạn trả lời bên này đứt bóng nè, đứt đứt bóng nè. Rồi câu cuối cùng. Ma ra thầy dần ba hà ta về, ma ra thầy dần ba hà ta về, ma ra thầy dần ba hà ta về. Câu cuối, chữ ma ra thầy dần, chúng ta sẽ biết rằng ma ra nó là một danh từ nam tính, ác răng tác phong linh gá. Ma ra có nghĩa là ma vương ha. Rồi thầy dần do cái từ thầy giá, thầy giá nó cũng là một danh từ nam tính, á karan tapum linga. Và thầy giá ở đây
được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ các quả chẳng á cho nên thầy giá biến thành thầy dần à. Vậy thì chỉ thầy giá thầy dần có nghĩa là cảnh giới à, mà các thầy dần có nghĩa là ma giới, cảnh giới của ma vương á, mà các thầy dần. Rồi chữ cuối cùng, chữ cuối cùng ba hà ta quê, ba hà ta quê, chữ ba hà ta quê ở đây do cái căn ngữ hà có nghĩa là phá hủy, căn ngữ hà là phá hủy à, và cái động từ này à, ba hà ta quê là để lấn xa, để thoát khỏi, để từ bỏ. À, tiếp đồng ngữ ba phía trước nhấn mạnh cho cái căn ngữ hà ha. Ba hà tha quê là để tránh xa, để thoát khỏi, để từ bỏ. Vậy thì câu số 3, câu số 4 ba ri phần đã tiết đằng chít tầng mà rất thầy dần ba hà tha quê Pari phần đã thì đăng chích tăng mà rất hay dần bá hà sao về. Câu số 3 và câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa. Cái tâm này dễ dụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của ma vườn. Chị thầy giá với chữ phu mi giống giống nhau cảnh giới à, cảnh cõi à, còn một chữ nữa là chữ gì? Aramana. Rồi Paripan đã tự đăng chích tăng mà rất hay dần bá hà ta về. Tâm này dễ dụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của ma vương. Vậy thì câu Phật ngôn 34 cho chúng ta một cái ý nghĩa. Ví như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền. Tâm này dễ dụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của ma vương. À, như vậy là câu Phật ngôn 34 chúng ta hiểu. Ví như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền. Tâm này dễ dụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của ma vương. Rồi ngài Hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: cá kia bỏ cùng đợi chết thôi. Ở đời cũng như cá kia lên bờ đợi bây giờ cũng thấy rời dục tham à, bỏ bớt về câu cuối lục bát tức là 6 và 8 thì cuối nó dư chữ ấy cũng dường như thế. À, ngài Hòa thượng Minh Châu: cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma. Rồi, câu Phật ngôn 33, câu Phật ngôn 34, hai câu Phật ngôn này cùng một duyên sự. Và cái duyên sự đó như thế nào? Bây giờ chúng ta tìm hiểu. Đây là một câu chuyện mà có tới hai câu Phật ngôn. Hai câu Phật ngôn này ám chỉ đến một người à, tức là Đức Phật ngài thuyết
cho cái vị tỳ khưu thị giả tên là Mê Khi Giá. À, quý vị biết làm sao cái tên của vị này Mê Khi Giá? Alo, biết đúng chữ để rồi khi mà gặp câu chuyện 33, 34 chúng ta trích trích ra để chúng ta nói đúng cái tên của vị này Mê Khi Giá. À, Sĩ Kim viết đúng nè. À, Sĩ Hoàng Thanh viết sai. Sĩ Nhật Quỳnh viết đúng. Rồi, xà thủ, Sĩ Mê Ta, Huynh Giang Nhật Hà. Mê Khi Giá. À, khi mà Đức Phật ngự tại Chalika thì Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật ngôn này đối với một vị tỳ khưu lúc đó làm thị giả cho Đức Phật, tức là theo hầu cận phụng sự Đức Phật. À, và khi đó thì ngài Ananda chưa có xuất hiện ha. Mà sau này ngài Ananda là vị thị giả cho đến cuối đời của Đức Phật. Còn cái vị này là vị tạm thôi, cái thời gian mà trước khi ngài Ananda xuất hiện. À, đây là vị thị giả trước ha. À, khi mà ngài Ananda chưa có xuất gia thì tỳ khưu Mê Khi Giá là cái vị thị giả theo phụng sự hầu hạ Đức Phật. À, rồi một hôm đi đến một vườn xoài. À, cái cảnh trí ở vườn xoài này rất là u nhã thanh tịnh. Vị tỳ khưu này phát tâm mãnh liệt muốn vào cái khu vườn xoài đó tu tập. À, thì mới xin với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngăn cản đại đức Mê Khi Giá đến lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, xin tới ba lần. Lần thứ nhất cản, lần thứ hai cũng can, lần thứ ba cũng ngăn luôn. À, nhưng mà rồi cái vị tỳ khưu này xin ba lần là bỏ đi. À, thì khi mà vô đến cái vườn xoài, vị tỳ khưu Mê Khi Giá cố gắng hành sa môn pháp, nhưng mà cái tâm còn bị dục vọng chưa có làm chủ được, phiền não phát sanh lên. À, vị tỳ khưu này thối chuyển, cảm thấy chán nản mới quay trở lại với Đức Phật. Rồi khi đó Đức Phật ngài mới quở trách: này Mê Khi Giá, tội của ông thật là nặng nề. Như Lai đã can ngăn bảo ông rằng: này Mê Khi Giá, hãy khoan, hiện giờ thì Như Lai chỉ có một mình, chừng nào mà ta kiếm được một vị tỳ khưu khác thay thế cho ông á thì ông hãy đi. Nhưng mà ông chẳng có kể gì đến cái lời yêu cầu của Như Lai, bỏ Như Lai một mình mà ra đi, mang danh là một vị tỳ khưu mà có một cái tâm nông nổi không bằng lời Như Lai thì thật là không nên. Trái lại, ông nên sửa đổi cái tâm của mình sao cho nó nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại, dễ uống nó. Và Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 33 và 34. Thôi thì chúng ta ôn lại câu cuối này, câu 34, để nghe Đức Phật kết thúc như thế nào. Và rí chô quá thá lê khít tô ô ca mô ca ca úp phá tô pa ri phan đa ti đằng chít tăng ma ra thầy dần pa hà tá huê. Như cá quăng lên bờ quắc ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hải đoạn thế lực ma. À, chúng ta thấy trong câu Phật ngôn này là câu kết của câu 33, nói lên cái ý nghĩa giống như một cái người thợ một chút tên. À, khi họ vô rừng họ chọn được một cái khúc cây hoặc là một cái rễ chắc chắn đem về, họ đẽo, họ bóp thành một cái mũi tên,
cho nó trở nên mềm dịu, dễ uống nắng, và đem hơi trên lửa nắng cho nó trở nên mềm, rồi buộc nó vào một cái cây cột thật thật chặt và ngay thẳng. Hoàn thành một cái mũi tên không có lệch lạc, và người ấy dùng bắn một cái sợi tàu ở đằng xa với cái mũi tên đó. Người thợ đã vào triều biểu diễn cái tài nghệ bắn cung cho đức vua và bá quan xem, thì chắc chắn rằng có được ban thưởng một cái trọng hậu như thế nào. Thì cũng như thế đó, một thiện nam tử hiền minh có đủ trí tuệ thì trước hết phải thọ trì những cái pháp môn mà ở nơi thanh vắng, để cho người, cho cái phàm tâm của mình bớt cái sao xuyến rộn ràng. Như người thợ trúc tên đẻo bóp các cái phiền não thô sơ bên ngoài, cái phàm tâm tắm nó bằng một cái thứ dầu mà yêu mến của đức tin nơi chân pháp, hơn nó trên nguồn lửa nóng là cái sự nhiệt tâm tinh tấn của cả thân tâm, rồi đem nó lên buộc vào một cái cột gọi là chỉ vào quán ha, rồi làm cho nó trở nên ngay thẳng phẳng phiêu, chắc chắn tâm sẽ thấu triệt các pháp hữu vi, phá vỡ cái khối vô minh vĩ đại, chắc chắn sẽ đắc tam minh lục thông và chính cái pháp thánh. Khi mà làm chủ được các pháp như thế rồi thì cái người đó trở nên một bậc ứng cúng tối thượng. Thì trong câu Phật ngôn 34 này cho chúng ta thấy con cá mà bị vớt lên mặt nước là cái chỗ thường xuyên của nó, bị bỏ nằm ở trên khô thì nó hằng vùng vẫy như thế nào. Thì cái phàm tâm này cũng như thế, khi mà nó bị kéo lôi ra khỏi cái gian nhà ngũ dục mà nó hằng vui say thỏa thích, bị đặt lên trên cái đề mục về minh sát mà hành giả thân và tâm tinh tấn nhiệt tình để thoát khỏi cái vòng sanh tử, thì gọi là cái cảnh giới của ác ma, thì nó cũng run rẩy vẫy vùng không chịu yên lặng. Tuy nhiên là một bậc trí thì cũng không vì thấy khó mà bỏ qua hay là sao lãng cái phận sự rèn luyện cái tâm của mình, uống nắng cho nó trở nên một cách chân chánh và dễ sử dụng được. Hoặc là tâm này vì còn trói buộc ở trong cái vòng luân hồi sanh tử, còn ở dưới cái quyền thao túng của ma vương, cho nên nó run rẩy hãi hùng giống như cái loài thủy tộc bị vớt lên khỏi mặt nước. Hãy mau thoát khỏi cái cảnh giới của ác ma, thoát ra khỏi cái vòng sinh tử khổ đau hằng làm cho tâm của chúng ta run rẩy hãi hùng. Và câu Phật ngôn 33-34 cho chúng ta thấy rằng con người của chúng ta bị hai cái thương và ghét, tức là tham và sân. Tham vì tỳ kheo này thấy cảnh đẹp và muốn an hưởng cái cảnh đẹp đó để mà chấp thủ, để mà tu tập, nhưng mà khi vào đó không có thích nghi, bởi vì tu để mong chứng đạt cái này, mong chứng đạt cái kia, tâm tham sinh khởi. Và khi mà tâm tham sinh khởi như vậy, ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, mà nếu mà không đắc ngũ thiền á, thì làm gì ông ta giết Đức Phật để được làm Phật? Bởi vì có thần thông, vì cái sự tham lam đắc được cái thiền đó mà muốn thành Phật, cho nên muốn giết Đức Phật để được làm Phật. Tâm tham đưa chúng ta đến một cái chỗ nguy hại,
là chúng ta bị sự chi phối của ác ma, của ma vương, và chúng ta phải đi vào con đường tội lỗi. Còn tâm sân, khi một cái việc bất bình xảy ra, chúng ta muốn diệt nó, muốn trừ khử nó, muốn nó không hiện hữu. Nhưng mà diệt sân cũng là một cái hình thức để cho cái phiền não nó sinh khởi. Mà diệt sân bằng cách như thế nào? Hiện giờ cả thế giới ai cũng muốn sung sướng, không ai muốn đau khổ. Khi mà Covid xuất hiện thì tâm của chúng ta luôn luôn sợ hãi, tâm của chúng ta muốn diệt trừ nó. Và diệt trừ nó bằng cách thế nào? Mê thị giá, vị tỳ khưu này, vị tâm tham cũng không đạt được kết quả. Bây giờ Covid xuất hiện, chúng ta muốn đạt được kết quả thì chúng ta phải biết chúng ta đang làm cái gì. Sao cô tuấn nữ tự nhiên từ từ đi. Khi chúng ta tu tập thì cái gì nó đến chúng ta hãy chờ nó, hãy nhìn vào nó để coi cái tâm của chúng ta bị tham chi phối hay là bị sân chi phối, bị yêu thương hay là bị cái trở ngại, để rồi tham và sân nó xuất hiện. Và khi xuất hiện như vậy thì chúng ta phải biết nó như thế nào, phải biết nó như thế nào. Bởi vì quý vị đừng có nghĩ rằng tại sao chúng ta khổ thế này, chúng ta bị khổ thế này là cái quả nó đến. Chúng ta phải tìm hiểu về cái tập đế, về cái nguyên nhân. Bởi vì chúng ta tu tập thì phải có cái vấn đề biết về nhân và quả, để rồi biết cái nghiệp nó đến với chúng ta như thế nào, nặng nhẹ, tốt xấu như thế nào. Và chúng ta tin vào tuệ giác của Phật Đạo Sư. Khi có một niềm tin như vậy thì cái gì nó xảy ra chúng ta hãy chấp nhận và coi cái này xuất hiện từ hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc không quan trọng, mà chúng ta chỉ biết hít vào và thở ra. Hít vô, thở ra, để biết rằng cảm nhận mình còn đang sống, và cái hơi thở của mình nó có điều hòa hay không. Khi mà chúng ta biết rằng cái hơi thở điều hòa, trung bình, đó là một điều tốt. Còn hít vô nhanh quá, thở ra sâu quá thì đó là một cái sự không bình thường. Hít vô, thở ra, để rồi cảm nhận do cái hơi thở đó chúng ta còn tồn tại, và chúng ta tồn tại để làm cái gì, để cảm nhận cái tâm của chúng ta an vui hay đau khổ. Thì ở đây qua câu chuyện 33 và 34, tỳ khưu Mê Kỳ Giác quyết tu thiền, ngặt nỗi tâm phàm khó định yên. Phật dạy hãy khoan chờ thị giá, trò xin cho gấp đến lâm tuyền. Rừng sâu tưởng chứa nhiều pháp tịnh, cảnh vắng càng xanh lắm sự phiền. Rốt cuộc lui về nương bóng Phật, buổi này chưa hiệp đủ nhân duyên. Vậy thì trong cái sự tu tập, cái gì chúng ta cũng không nên cố gắng quá, cứ từ từ. Mà từ từ thì nó cũng như là như nãy giờ đưa tay mỏi quá cũng phải bỏ xuống khi bỏ xuống thì lúc đó mới mời cô tu nữ tự duyên. Alo, đưa tay mỏi rồi phải không? Bây giờ mời cô tu nữ tự duyên, thời gian còn mà. Alo, giận rồi ha. Khi đưa tay thì không nói gì hết, bỏ tay xuống, bây giờ mời lại giận à. Rồi, tiếp tục ha, cô tư nữ tự duyên. Alo, alo. Dạ, alo, alo, 1, 2, 3, 4.
Bạch ngài, con bấm nhầm nó nhảy lên, nhưng mà thôi lỡ rồi. Ngài kêu con lên thì con lên, còn 5 phút nữa. Nếu con có nói trễ khoảng vài phút thì xin ngài và đạo tràng thông cảm. Thì qua câu Phật ngôn 33, hôm nay là 34. Thì theo con hiểu, con có nghe qua cái lúc mà cũng phân tích về ngữ pháp Pali, cũng giống như hôm nay, chẳng hạn như là con nghe phân tích nó là nam tính, nữ tính, rồi trung tính, thì trong đó có cái câu chuyện cô trưởng lão Ni, thì lúc đầu á thì cô ta cũng đi nghe pháp, rồi học pháp, hành pháp, thì khác với ngài 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 gì mới nói luôn nó cái đi giá khác một chút, vì hai vợ chồng này á thì cũng là bậc sau này cũng là bậc thánh, nhưng mà lúc đầu á thì hai người vẫn đi nghe pháp của Đức Phật. Đó là trưởng lão Thammadina, còn người chồng thì Visakha, có nghĩa là trùng tên với bà Visakha. Mà khi mà đi nghe pháp thì bây giờ con chị cũng nói vắn tắt. Đầu tiên thì hai vợ chồng cũng đi nghe pháp, rồi lần thứ hai mới chia ra. Lần thứ hai chia ra mỗi người một bữa, có nghĩa là khi ông đi thì bà ở nhà, mà khi bà đi thì ông ở nhà. Chia ra thì lần đầu ở bên ở nước Ấn Độ là người phụ nữ là phải phục vụ người chồng, có nghĩa là giống như là cung kính phục vụ này kia. Giống như Phật tử bây giờ mà cung kính đối với chư tăng, người tu nữ vậy đó. Thì ông Visakha này là một người quan tướng ở trong triều, bà vợ cũng là một gia đình giàu có lúc bấy giờ ở thời Ấn Độ. Thì lần đầu tiên ông đã chứng đắc quả Tu Đà Quờn. Thì vợ chồng ở ở nhà thì bà cũng ra bà đón khi ông nghe pháp về. Thì bà cũng ví dụ như trời lạnh thì bà dùng khăn nóng, mà khi trời nóng thì bà sẽ dùng khăn lạnh, và bà ngồi trước cửa canh để mà chồng về để mà phục vụ. Lần đầu tiên thì lần thứ hai ông đi lần thứ hai thì ông đã chứng thêm cái quả tu đà hàm, đó là quả quả thứ hai. Rồi đến lần thứ ba, lần này ông chứng cao hơn nữa là a na hàm. Thì lần lần sau này ông mới về, ông mới thay đổi một chút, vì lúc này thì ông ta đã dứt đoạn cái dục ái. Và lần này bà cũng ngồi canh ở trước cửa, và bà cũng phục vụ lao khăn đồ như vậy, rồi ôm tròn tay vui vẻ với chồng. Nhưng mà lần này ông khác hẳn, ông không cho. Thì bà cũng không nói gì. Trong khi đó thì tới chiều, ông ôm mền gối, ông tìm một cái phòng khác ông ngủ, mà liên tục như vậy khoảng 3-4 ngày gì đó. Thì bà mới trong lòng bà mới tức quá, bà mới nói là không biết bà làm chuyện gì đã xảy ra, không biết nguyên nhân nào mà ổng lại như vậy. Tại vì sống hai vợ chồng sống 30 năm và rất là êm ấm, gia đình rất là hạnh phúc, sau lần này ông ta lại như vậy. Thì bà mới tức quá, bà nói nếu mà không hỏi ra chuyện thì bà sẽ vỡ tim và chết.
Thì bữa đó bà mới lên bà hỏi, nhưng mà rất là cung kính, hỏi thiếp có làm chi sai mà chồng lại có cái cách dạy. Thì lúc này ông chồng nghe vợ thổ lộ như vậy thì ông chồng mới nói, tại vì khi mà người vợ hiểu được, người vợ cũng là thuần hành ở trong nghe pháp trong thời Đức Phật, thì lúc này người chồng mới nói, thiếp hỏi thì tôi nói, nhưng mà bây giờ tôi nói bắt đầu người vợ gái cắm chui ở trong gia đình, làm việc hay là nghe pháp cũng chung gia đình là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, tôi đã có nhiều tài sản và em gái muốn dùng thì em gái cứ dùng, và em gái muốn bước thêm bước nữa thì em gái cứ bước thêm nữa, tôi chấp nhận. Và điều thứ ba, em gái muốn về gia đình thì em gái cứ đi về. Thì bà ta nghe và bà ta cũng biết ông chồng chắc là đi nghe pháp đã chứng quả rồi, cho nên lần này là lần thứ ba. Thì bà mới suy nghĩ ba điều của ông đưa ra, bà không chấp nhận, nhưng bà mà nói như thế này: nếu thiếp muốn sống đời sống phạm hạnh giống như chồng có thể được không? Thì ông chồng đồng ý. Thì bà mới nói ba điều kiện của chàng thì thiếp không đồng ý, nhưng bây giờ thiếp muốn xuất gia. Thì chồng đồng ý liền. Thì lúc đó người chồng và cô vợ mới đưa đến cái gọi là tịnh xá của chủng lão ni Gotami để mà xin xuất gia tỳ kheo ni. Thì trong thời gian ngắn, có trong vòng 3 tháng, bà liên tục bà đi vô rừng để mà bà hành vị một vị gọi là sa môn hạnh, gọi là cái hạnh của bà từ ở bên ngoài bà đã có rồi, bà đã có căn duyên rồi, nhưng cái duyên của bà được bà xuất gia. Và khi bà xuất gia trong 3 tháng bà đã chứng đắc a la hán luôn đó. Khi ở nhà thì bà thua ổng, nhưng bà xuất gia rồi thì bà lại trên bậc của ổng. Thì 3 tháng đó bà đã chứng đắc. Thì khi mà trở về ngay chỗ mà tịnh xá bà xuất gia đó, để mà thăm lại trưởng lão ni á, thì lúc đó ông mới nghe tin, ông mới đến, và ông mới đến để mà hỏi ý ông đến để ông hỏi thăm. Đến đó thì bà ổng mới, lúc đó ổng mới đảnh lễ bà, ổng mới hỏi thăm. Tại vì khi mà cô ở nhà, cô là một tiểu thơ mà, rồi vô rừng tu như vậy là không biết là như thế nào, cho nên là ông hỏi thăm. Ổng mới nói nếu mà có gì thì ổng sẽ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để mà trong cái sự tu tập để tiến tới con đường giải thoát. Dạ, này còn dài nhưng mà kể 4 phút rồi. Dạ, xin ngài cho con nói cho hết ý. Có nghĩa là khi đó thì hai người hỏi xong rồi, ổng mới đặt ba câu hỏi hỏi bà. Hỏi bà thì bà đã chứng đắc, bà đã trả lời suông, và mới hai người mới đến Đức Phật. Ông Visakha này mới đầu mới trình với Đức Phật như vậy như vậy. Thì Đức Phật mới tán thán rằng con gái của ta đã chứng đắc A La Hán rồi, cho nên nếu con gái của ta mà có hỏi ta như vậy, ta cũng trả lời giống như vậy, giống như ông đã nói. Thì lúc đó thì tán thán, Đức Phật đã tán thán. Đó là cái câu chuyện như tóm tắt, con chỉ tóm tắt gọn. Đây là tại sao hồi nãy là con đã đưa tay, là con ý nói là khoảng 10 phút hoặc là 12 phút gì đó, cho nên là lúc đó con đưa tay. Cho nên là xin đạo tràng và ngài niềm tình bi mẫn, và bây giờ là con xin hết câu chuyện, nó có liên quan nhưng mà cũng chưa hết ý nữa. Dạ,
Kính chị ăn ngài. Dạ bây giờ con xin xuống bích để ngài kết thúc chương trình ạ. Alo, 123, 123, cô tu nữ tự gian, nói chuyện hay quá, câu chuyện rất là có ý nghĩa. Nhưng mà nói chuyện xong mà bỏ tay xuống chứ, còn đưa tay muốn nói nữa hả? Bữa khác nha, hôm khác sẽ mời cô tu nữ tự gian. Có nhiều chuyện hay như vậy mà thời gian không cho phép ha. Cái vấn đề quan trọng á, là trong câu chuyện của vị thị khưu Mê Thị Gia, thấy trước mắt là một cái cảnh rất là đẹp của vườn xoài, muốn cái đời sống của mình được thăng hoa, được thành công, cho nên xin Đức Phật không cho, nhưng mà cũng cố gắng theo cái ý của mình để muốn thành tựu cái mục đích của phạm hạnh. Nhưng mà Đức Phật ngài biết cái duyên của vị này chưa tới, cho nên cản đến lần thứ ba. Học trò mà không chịu nghe lời thầy, chuyện trước mắt cản mà không chịu nghe, để rồi hai câu Phật ngôn này xuất hiện. Và cái chuyện trước mắt của chúng ta như thế nào? Ngày hôm nay nè, chính ngày hôm nay nè, ngày 15 Tây phải không? Đúng rồi, 15 tháng 7, 603 ca xuất hiện một buổi sáng thôi, mới 6 giờ sáng mà báo tin là 603 ca bệnh dịch xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy nhìn 603 ca đó, chúng ta hãy thức tỉnh như thế nào. Chúng ta thấy cái chết đến với chúng ta rất là mong manh, cho nên hãy thực tại hiện tiền. Đi tha thăm má su khá vì hà ra năng hiện tại lạc trú, chúng ta còn khỏe, tu tập như thế nào hả? Sự vô thường đã đến với chúng ta. Khi mà lên mạng thì mất mạng, khi lên nết thì mất nết, cà giật thế này. Chúng ta nói được như thế này là mừng lắm rồi. Thì bây giờ chúng ta làm sao mà duy trì được cái này? Đó là điều quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta có bình an hay không, chúng ta có sợ chết hay không, chúng ta có được an vui hay không. Bao nhiêu sự tu tập, chúng ta hãy nhìn lại chính mình, hãy nhìn lại chính mình. Đúng rồi, cả nước, nhưng mà cả nước chúng ta đừng có nhìn rằng Hà Nội không quan trọng, Sài Gòn không quan trọng, mà ở tỉnh Đồng Nai của tôi mới quan trọng. Không được, đây là cái nạn chung. Chúng ta không nhìn về Đông Tây Nam Bắc, mà chúng ta không nhìn về những người dân nước lã, mà chúng ta không nhìn vào những người thân, mà hãy nhìn vào chính mình để coi mình có những cái trạng thái của Covid hay không. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình để chúng ta cảm thấy rằng mình có đau mà không khổ, hay là mình có khổ mà không đau. Thì cái điều quan trọng là chúng ta phải tự biết lấy chính mình. Hãy hướng về sáu ân đức của Pháp, để rồi chúng ta nương nhờ vào đó và chúng ta cảm thấy an vui, an vui trong từng hơi thở. Bây giờ chúng ta tu tập trong từng hơi thở, hít vô, thở ra hết một ngày, mà thở ra không hít vô hết một đời. Buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc nơi đây với những lời dạy của Đức Phật, đó là kim chỉ nam để chúng ta nương vào đó cảm thấy an lạc.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngoại lực vô biên chia toàn giác độc giác và thiền văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô hô tu tháp bà đà. Do lời chân thật này kính dâng qua phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Chào mừng